Công an huyện Cư Mờ Ga, tỉnh Đắk Lắk vừa bàn giao Nguyễn Văn Hà, 57 tuổi, trú tại xã Ea Kpam, cùng 10 kg thuốc nổ cho công an tỉnh để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Trước đó, công an phát hiện ông Hà đang tàng trữ trái phép 10 kg thuốc nổ tại nhà. Bước đầu, ông Hà khai nhận có một nam thanh niên đến nhà ông đặt vấn đề mua 10 kg thuốc nổ để về đào giếng. Lúc này ông Hà đồng ý và thỏa thuận giá cả. Đến sáng 6 tháng 5, ông Hà lên thành phố Buôn Ma Thuột tìm gặp một người tên Trung rồi mua 10 kg thuốc nổ. Tuy nhiên khi vừa mang thuốc nổ về nhà thì ông Hà bị bắt quả tang. Được biết ông Hà là người chuyên mua thuốc nổ về bán lại cho người dân sử dụng đào giếng để kiếm lời.